Dạ vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả anh em. Vâng, và đến với những cái dòng đáy Mỹ thì tất cả các bác sẽ không thể nào mà bỏ qua cái dòng đáy sừng sò, dòng đáy bô. Đấy, bô 1008 series 6, 1006 series 6, 1008 series 5, bô tất cả các dòng model, tất cả các đời thì bên em đều có phân phối cho tất cả các bác. Thì hôm nay em về rất là nhiều những dòng sản phẩm này cho tất cả bác chơi. Bô thì về dòng bô thì anh em có nhiều tên gọi khác nhau. Anh em gọi là bô, anh em gọi là bốt. Thì dòng bốt 1008 series 6 này hay là 1008 series 5 hay là 1006 series 6 thì hiện tại thì bên mình đang thật không đang có hàng sẵn cho tất cả anh em chơi chơi Tết nha. Đấy, vì hàng bây giờ cái nguồn hàng nó đang, cái hàng của bốt nó đang lên rất là cao. Đấy, giá nhập vào bằng giá phân phối cho anh em nên là tạm thời thì bên em sẽ cái chỗ nào mà giá cao quá thì bên em sẽ không có nhập hàng nữa cho nên là hàng nó rất là khan hiếm. Đấy, và giờ hàng cái hàng bốt này anh em săn tìm rất là nhiều, chơi rất là nhiều nên là giá cả nó lên rất là cao. Và em gom, nói chung là hàng này hàng gom thôi chứ nó về một lúc là không được bao nhiêu đâu nha anh em. Đấy, nó về một lúc là không bán được bao nhiêu đây thì em về thì ra 1-2 con thì em gom lại cho cá bác. Cũng có rất nhiều con em đã bán đi rồi. Đấy, đó là nó còn lại được bao nhiêu thì em quay cho các cho tất cả các bác những cái con còn lại để cho tất cả các bác cùng theo dõi và tham khảo. Và ngày hôm nay thì em về được hai con nữa, hai con bốt 1008 series 5. Đấy, và tổng cộng đó là những sản phẩm bốt mà bên em có. Và có một con bốt rất là hiếm rồi các bác. Rồi, bốt 1000B2000 thì em đang con này, riêng con này là sản xuất tại Anh Quốc, rất là hiếm. Em đang test nhạc ở phía trên màn hình. Đấy, vâng, và đi vào cái trọng tâm video hôm nay thì em đã tháo nắp ra ba sản phẩm bốt là 1008 series 5, 1006 series 6 và 1008 series 6. 1008 series 6 thì hiện tại thì bên em chỉ còn một con nha, một con duy nhất. Còn lại là 1008 series 5 và 1006 series 6 thì em sẽ báo giá luôn và so sánh với từng con cho các bác tham khảo. Vâng, và ở đây thì chúng ta sẽ có là một con bốt 1008 series 5. 1008 series 5 này các bác nhé. Đấy, về những dòng sản phẩm này thì bên em giới thiệu cực kỳ là nhiều cho các bác và cũng như là các anh em xem kênh của anh Thành Phố Hồng thì sẽ không thế nào mà không nhắc đến là một cái dòng 1008 dòng bốt này. Về con này thì nói chung là về hình thức thì nó giống như tất cả các con kia, nhưng cái sò thì nó bằng là 1008, công suất đầu ra bằng 1008 series 6. Đấy, hầu như là không khác gì nha, lọc nguồn này, tăng phô. Đấy, và ở đây là bốn cái tủ lọc nguồn rất là khủng của Philips. Đấy, tủ Philips nha các bác nha, tủ Philips. Đấy, và ở đây là 28 con sò, 28 con sò. Sò này là sò Motorola, sò thái Motorola 2 4 6 7 14, và tổng cộng là 28 con. Ở bốt 1008 series 6 và bốt 1008 series 5 nó đều là 28 con sò nha bác nha, đều là 28 con sò. Và công suất đầu ra của nó là bằng như nhau, như nhau bằng là 1400W trên một kênh ở mono 8 ohm và 700W trên kênh ở 4 ohm.
con này công suất tiêu thụ điện là 1800W. Đây, cụ thể chi tiết cho tất cả anh em luôn để tất cả anh em có thể cân đối và chơi. Vâng, đây là mặt trước của sản phẩm nha. Bên em về thì hàng bao đẹp cho tất cả bác nha. Đây, long lanh luôn nha. Một ca này. Mặt cái sò rất đẹp luôn bác, sạch sẽ nha. Em sẽ quay sau cho bác xem về những cái dòng sản phẩm này. Con này thì bốt 1008 series 5. Vâng, đây chạy điện là 230V, 230V nha bác nha. 220 đến 224, công suất 1800W đây, chạm lô còn mới tinh luôn nha. Đường vào thì có nó thì đường vào là còn rãnh 6 ly và 6 ly và canon nha, và 6 ly và canon. Còn anh em cắm được 6 ly thì anh em cắm vào đường này nha. Khi cắm vào đường này thì nó không ra tín hiệu đâu nha. Đường này thì cho những cái chơi cạc EW phía bên trong thôi. Đấy, mới cắm vào đường này. Còn ở những đường này thì chúng ta cắm được vào tín hiệu vào quạt gió ở phía trong này, Make in USA. Make in USA nha. Đấy. Rồi đó là sản phẩm 1800/5 và báo giá luôn cho anh em. Con này có giá là 17.500.000, đồng giá với lại là 1800 series 6 luôn. Đấy, vì em nhập là nhập giá nó bằng nhau nên là bán giá nó bằng nhau nha bác nha. Đấy, giá bên em đã cân đối rồi. Giá giờ này hiện tại thì nó đang rất là tanh nha bác, tanh rất là cao. Có khả năng thì nó sẽ tăng lên đến là 18 triệu như là trước nha. Vâng, và tiếp theo sản phẩm tiếp theo đó là một sản phẩm con đáy bốt 1600. Con này là 1600 nha bác, 1600 series 6. Con này có công suất là 1600 series 6 thì nó chạy là tổng cộng là 20 con sò, 20 con nha. Đây 2, 4, 5, tổng cộng là 20 con, mặt sạch đẹp luôn. Đấy, tăng phô, lọc nguồn, lọc Mexico nha, Mexico, 4 tụ lọc. Tụ lọc của 1600 thì nó ngắn hơn là tụ lọc của 1800. Đấy, nó bằng 2/3 của tụ 1800 nha. Rất là đẹp nha bác, bên em tiến về thì bao đẹp cho bác luôn. Rất là chất lượng luôn. Mặt mũi đây. Và dòng 1600 thì nó chỉ có một công tắc thôi. Một công tắc, hai công tắc gì đâu như nhau các bác. Công tắc chờ, cái công tắc chờ của cái con 1800 thì nó cũng ít khi sử dụng nha. Nói chung là tùy theo cái thiết kế và cái họ đưa ra thì có khi 1800 nó có một công tắc nha bác, chứ không phải là tất cả đều hai công tắc đâu. Thì với việc một công tắc hai công tắc thì chuyện nó không quan trọng. Đấy, vì cái công tắc chờ thì chúng ta lúc nào bật công tắc chính thôi, công tắc chờ thì lúc có khi nào mà bật đâu, đúng không? Rồi, con 1600 series 6 con này có giá là 14.500.000. 14.500.000, bác nào chốt thì liên hệ. Đấy, em quay xong cho bác xem được cái độ đẹp của sản phẩm. Đấy, đây 1600 series 6 rồi, công suất là 325W trên kênh, điện là 220 đến 240, công suất 1300W nha. Đấy, đường vào của bốt thì nó như thế này đây, nó tích hợp 1 2 trong 1. Đó, rất là ok luôn bác. Bên em thì bao đẹp, chất lượng và âm thanh của bốt thì có phải bàn nha, chất lượng của nó thì có phải bàn rồi. Rồi tiếp theo 14.500.000. Tiếp theo là con bốt 1800 series 6. 1800 series 6 thì bên em chỉ còn một con duy nhất nha, một con duy nhất, bác nào chốt thì liên hệ.
hiện tại thì nó vẫn đang về thêm là 4.866. Đây. Con này là hàng em đấu nhập đấu về Yahoo về. Con này đấu Yahoo về nha, 1.866. Con nào đấu thì em mới đấu, còn con nào về hàng công Mỹ thì nó về hàng công Mỹ nha. Đấy. Con này thì đấu Yahoo nhập về nên là chạy điện là 100V. Chạy điện là 100V. À, và lọc nguồn của nó cũng khác luôn. Lọc nguồn của nó khác với là lọc nguồn này. À, nhưng mà chỉ số là nó như nhau. À, tăng phô nồi tủ Philips và cũng là 28 con. À, cái này thì dính bụi, em chưa vệ sinh nha bác, còn dính bụi. À, nhưng mà mặt miếc rất đẹp luôn. À, so là so Toshiba nha. À, thì bao xin miếng bán cho ra bác luôn. Vâng, đây là 1.800 series 6, điện là 100V. Đấy, chạm lo này mới tinh luôn, chạm lo mới tinh như chưa sử dụng luôn nha bác nha. Đấy, điện là 100V, 1.800W nha. Hàng made in USA. Đó. Cực kỳ là đẹp luôn. Giá là 17.500.000. Bác nào chốt nhanh thì liên hệ cho em. Đấy. 17.500.000 nha. Rồi, còn đó là những dòng sản phẩm mà bên em cũng đang còn và chưa rụt ra. Nó thì đẹp như nhau hết, nói chung là mấy con này về tính về cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Rồi mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả các bác liên hệ với Quốc Hùng qua hai số điện thoại trên màn nha. Còn những dòng đáy bốt thì bên em còn có những dòng đáy WC, Crown, B-Way, EV, Cover, nói chung là tất cả những dòng đáy danh tiếng của Mỹ và Nhật thì bên em đều có hàng cho các bác luôn. Rồi, em xin phép dừng video tại đây và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video sau nha.